Xe máy tay ga thường sử dụng hệ thống truyền động vô cấp để thực hiện việc di chuyển mà không cần thay số hoặc ga xăng. Hệ thống này thường được gọi là một chân ga là cất cánh. Để thực hiện chức năng này, giả sử có hai bánh đà có đường kính có thể thay đổi và một bánh đà bị động. Bằng cách thay đổi đường kính của bánh đà động và bánh đà bị động, chúng ta có thể thay đổi tỷ số chuyển để điều chỉnh tốc độ. Tuy nhiên, việc thay đổi đường kính bánh đà là phức tạp, vì vậy các nhà thiết kế đã tìm cách đạt được hiệu suất cơ học tương tự bằng một cấu trúc tương đối đơn giản. Họ sử dụng hai tấm đĩa theo dõi, trong đó một tấm cố định trên trục đầu ra của động cơ và tấm khác có thể di chuyển lên xuống dọc theo trục. Trên bánh đà bị động, một trong hai tấm đĩa có thể trượt sang bên và lực từ lò xo nén giữ cho tấm trượt luôn tiếp xúc gần với tấm đĩa cố định kia. Điều này đảm bảo rằng bánh đà bị động có đường kính lớn nhất, độ căng của dây đai đẩy bánh đà chủ động có đường kính lớn nhất, độ căng của dây đai đẩy bánh đà chủ động có đường kính nhỏ nhất, từ đó tạo ra moment xoắn cao ở tốc độ quay thấp. Vậy làm thế nào để đạt được tốc độ quay cao? Chúng ta có thể thấy trên bánh đà chuyển động có một nhóm bánh lăn. Khi động cơ ở tốc độ quay thấp, bánh lăn giữ vị trí gần tâm. Khi động cơ tăng tốc, bánh lăn di chuyển ra xa dưới tác động của lực ly tâm. Điều này làm tăng đường kính của dây đai, từ đó thực hiện tốc độ quay cao và moment xoắn thấp. Trên bánh chuyển động có một hệ thống ly hợp ly tâm. Khi đạt được tốc độ quay đủ cao, càng ly hợp của bánh chuyển động sẽ mở ra và tiếp xúc với các bánh ma sát. Dưới tác động của lực ma sát, vỏ bên ngoài sẽ chuyển động năng lượng qua hệ thống bánh răng và chuyển giao cho lốp xe, hoàn thành quá trình chuyển động. Quá trình này không yêu cầu thay số và không có cảm giác rơi số, chỉ cần đạp ga.